Xin chào các bạn, chào mừng trở lại với kênh Double Wish. Yeah. Hôm nay chương trình này là đúng phát tâm kỷ nhật. Thật ra là có sự khác biệt giữa phát tâm kỷ nhật của người Việt Nam và người Nhật. Nè, chúng tôi sẽ giới thiệu về đúng phát tâm kỷ nhật cho hội người Phúc Vương ở nhà hàng Nhật Bản và các loại phát tâm đó đơn giản nha. Đầu tiên là người Việt Nam nói là いらっしゃいませ có ý nghĩa là xin chào ví dụ ở Family Mart xin chào いらっしゃいませ. Nhưng người Nhật không nói như vậy nha. Người Nhật nói là いらっしゃいませ. Nếu biết tiếng Việt thì いらっしゃいませ. Nên mọi người hãy nói như sau nha. いらっしゃいませ. Nếu nói nhanh thì いらっしゃいませ. Phát âm giống như người Nhật nha. Tiếp theo là người Việt Nam nói là かしこまりました. Có ý nghĩa là hiểu rồi. かしこまりました. Phát âm này là sai chút xíu. Người Nhật nói là かしこまりました. Nếu biết tiếng Việt thì かしこまりました. Nên mọi người hãy nói nhiều sao nha. かしこまりました. Nói nhanh thì かしこまりました. Đây là đúng phát âm nha. Cuối cùng là người Việt Nam nói là しょしょお待ちください. しょしょお待ちください có ý nghĩa là cho một chút. しょしょお待ちください. Cái này là phát âm sai chút nha. Khác nhau nha. Người Nhật và Việt Nam là khác nhau nha. Người Nhật nói là しょしょお待ちください. しょしょお待ちください. Biết như thế này nha. しょしょお待ちください. しょしょお待ちください. Nói như sau nha. しょしょお待ちください. しょしょお待ちください. Nè, mọi người hãy luyện tập như vậy nha. いらっしゃいませ. かしこまりました. しょしょお待ちください. Nếu nói như vậy thì chắc chắn chúng ta giống như người Nhật nha. Ok, nếu các bạn thích video này thì hãy share, like, subscribe nha. Bye bye.